Bản năm nan thôi, 209, hàng FI rồi. Đây, vâng, đồ anh còn xưa. Này, nhưng mà nó xuống màu theo thời gian cũng như là năm tháng này. Xước than một chút màu đỏ cũng đã xuống một chút màu rồi. Nhưng nó là nguyên bản. Đấy, các bác cùng à, vâng. Nhập mạng inox là hàng lên. Anh em bên bếp trực tiếp gửi cho anh hình ảnh con Win nội trị cái nhá. Anh em nhá, gửi cho anh dân vừa xong 37.500.000 đấy. Vâng, một chiếc xe A Plus đời 2010 209 màu đỏ anh em nhá, bản FI. Tất cả những nãy vẫn còn zin theo xe anh em ạ. Bạc theo thời gian vẫn để nguyên. Bên em cũng chưa phải bán tỉa, tem mác vẫn còn zin. Pha kính cũng vẫn còn đúng đời đúng biển anh em nhá. Đây là anh em lớp mới. Giá yêu, giá yêu, vâng. Đấy, một vòng trên like để cho các bác nhà mình là 13.800.000 thôi. Nhưng các cái giá rất mới rồi. Đấy, tiếp tục lại thêm Win nữa à. Giá, hỏi giá 13.800.000 13.800.000 đấy, sơn bỏ tem là zin đấy nhá các bác nhá. Nhưng mà có cái là sau 5 tháng nó xuống mà nó xước tem nhất định rồi. Hàng đúng màu đỏ. Đấy, bác nào chắc là cũng lần này các bác lại có vẻ thích màu đỏ nhiều đúng không ạ? Nên thái em thấy các bác họ rồi. Hết xăng, được báo là hết xăng. Đúng đời đúng biển đây, 209 bản 5 nan. Tiếp tục là Win nhá, bác nào xem lại Ablet Thái lúc nãy biển ở đâu? Biển anh Hà ơi Nội biển à? Hà Nội nhá, anh Nguyễn Công Thanh nhá. Đây anh, con Ablet Thái đâu nhỉ? Vừa xong ở đâu nhỉ? Màu bạc. Ở trong kia. Anh Caramel cố gắng quay biển chậm, đồng em đọc biển để cho các bác có thể xem biển một cách dễ nhất. Đây chiếc Win biển 14, hàng đây mới là gọi là rẻ, chính xác gọi là hàng rẻ. Đây thì các bác cùng xem, rẻ thì đồ nó xấu nhưng được cái đồ nó là ốc trục này, ốc trục chuẩn đấy, ốc trục rắc đấy, cũng là thụt xịn đấy. Nó xuống màu rồi đúng không ạ? Xuống rồi, máy thì tình trạng rồi, bình cốp thì tỉa rồi ạ, nên tem tím vắt. Máy xuống. Nói chung là dành cho những các bác bộ tân hoa, các bác chơi Win thôi, lấy phương tiện đi lại thôi, có một chút đam mê. Chứ còn để mà kê kiểu những dòng Win này thì em nghĩ là không đến được, giá thành nó sẽ hợp lý thôi ạ. Có vừa báo với anh em là có con 37.500.000 vâng. Và một con này thì nó là vừa phải tiền giá thì tình yêu thương anh em nhé, có hơn chục triệu thôi. Biển 14F16514, hàng Win 100 đời 94. Em vẫn nhớ trước ngày hôm nay chắc là giá phải xuống thật thấp để hợp lý hơn. Cái này để trong nhà cũng khá lâu lâu rồi. Vâng. 13.500.000, 13.300.000, xuống còn 13.300.000. Chị Dung ngày hôm qua bán qua kia là cũng giảm giá tương đối nhiều. Mạn phép xếp đi vắng anh em ạ, mấy khi xếp đi vắng ngày mai. 13.300.000, các bác nhá. Ngày mai xếp lên rồi là thôi không dám vì xếp đứng trên tầm cát. Còn xếp về quê là xếp đi bắt cá rồi đi chơi đi bờ nên bọn em thoải mái. Không để ý được là không để ý. Em cứ xuống đào đào sâu sâu một chút. Thoải mái xuống sâu cho anh em gặp tiếp cận. Đấy, còn vẫn còn nhá. Anh em mai xếp lên là xếp ngồi trên văn phòng anh em ạ. Nên là rồi anh em nhá, một chiếc xe Win 13.300.000. Rồi. 13.300.000. Rất là hợp lý với những cái phân khúc. Một chiếc LED đen đồng vàng đời 2012 đã hợp lý trong những cái phân khúc xe điện tử không xăng ấy, chế FI đấy ạ. Thì dòng LED dành cho xe nam đầu to gần như là được các bác chuộng và chọn nhiều nhất. Giá thành nó phù hợp. Máy zin nhá. Đồng vàng, da máy có sờ ba, tay sách có sờ ba, tức là sơn đấy ạ. Cô có thanh, còn lại về sơn. Vì sự nhiều anh Kiên Mộc Lâm ơi. Vâng, nổ cho anh em nghe luôn chiếc tablet 17265 đời 2012 ạ. Giá là 13.800.000. Hàng là máy zin rồi, và đời 2011 đăng ký 2012. Càng trước da máy, tay nắm Oppo, một vài chi tiết thôi, còn tổng quan là được cái máy. Tất cả các đồ này đều là đẹp. Anh ơi anh thoát ra em nha, anh Phạm Văn Chính nhá. Em nghe thì em nghe trên này em thấy ok mà. 13.800.000 được biển Hà Nội nhá các bác nhá. Dòng LED FI 2011 đăng ký 2012 ạ. Mic bình thường mà sao được mic đỏ thì ok anh ạ. Đúng rồi. Không để em cứ nhốt ra để em 11... À không anh đừng cặp vào đây, anh đừng cặp 13 vào đây. 13.800.000.
Lết 110 2011. Kẹp trên này. Đấy, kẹp trên này. Đây chị Dung xinh gái anh Vũ Hoàng. Vâng, chào anh Phạm Văn Chính. Hôm nay bọn em đổi anh ạ, đổi sang bên 6264 nên là cái bên đấy khả năng là nó cũng phức tạp, nó bị xuyên hơn. Em cũng hết sức thông cảm. Đấy, bên em sẽ cố gắng làm sao điều chỉnh lại cái hệ thống quay phát làm sao cho nó tốt nhất để bữa sau có thể cải thiện. Nó hơi chập tròn, nó hơi chập tròn. Được rồi đúng không anh em, được rồi đúng không? Chứ một máy làm chưa anh Công Thành, làm rồi anh Công Thành ạ. À, máy zin thì phải tầm 17 18, còn trước đấy là hình như 12 mấy là 12 9. Ở AB này là máy zin này anh ạ, 13 8. Đấy, các bác có thể lựa chọn rất nhiều cái phân khúc xe cũng như các cái giá thành làm sao để phù hợp nhất với nhu cầu của mình, từ xe ga đến xe số anh có thể quay. Hoàng Kiên 64 chùa A Cầu Giấy Hà Nội, tại vì hiện tại là Đức bê mâm cũng bê được tương đối những chiếc xe bên em. Đấy là những chiếc xe hiện tại là đang những chiếc xe Way Future, Way Black. Đấy, có những chiếc xe Ablet chế cơ này. 6 triệu, 6 triệu chiếc lên chế cơ. Đấy các bác ạ, chưa dọn được nên thôi bán rẻ 5 triệu 8 thôi. Bác nào có nhu cầu thì chốt Ablet mà giờ còn 5 triệu 8 thì các bác có tin được không? Bọc cho em cái yên, sơn cái tay sách, tờ ba dán lại chút nhựa là xong rồi. Elite 50cc bản 4 bánh anh em nhá, 16.500. Vâng, dành cho anh em, dành cho anh em nào gọi là hơi có chân hoặc tay yếu, chân yếu một xíu, mình có thể đi xe này cho nó cân bằng cho anh em an toàn. Khác hẳn hai bánh. Vâng, những chiếc xe quay bên này bắt đầu là em xin phép em xuống live, em buổi live ngày hôm sau nhá. Sáng hôm nay ai hỏi em gì nhở? Sirius chế cơ. Sirius chế cơ bản giờ xe màu đỏ đen đây ạ. Giờ đấy bản FI bên em có đủ luôn anh em nhá. Giờ đấy bên trong Future Future béo, Future một đời đầu. Đấy. Giờ đấy. Giờ em quay luôn cho anh em để anh em biết là hiện tại nhà em cũng rất là nhiều những cái dòng xe đang chờ đón anh em. Những cái dòng xe số mọi người nhá. Đấy. Quay ngày. Sáng nay kia rất nhiều. Sáng nay chị Dung bán còn có 19.800 thôi. Đấy, xuống liên đấy, tục. Xuống liên tục. Lai lại là xuống, lai vâng. Sau là xuống luôn lần lai trước. Rồi những chiếc xe Way còn giá có dưới chục triệu thôi anh em nhá. ZX anh em vùng cao vùng núi, ZX bản vành đúc phanh đĩa 30 2010. ZX bản FI gì quên rồi. Bản Sport tất nhất. Bản Sport quên. Đấy, anh em ạ, đây giờ đích bản đầu to giá cũng dưới chục triệu anh em nhé. Một chiếc Way Thái, một chiếc Way Thái bỏ đây anh em nào thích đam mê Way Thái đây, anh cho em xin một vòng tiếp chế đấy. Anh gửi anh em vào ngày mai thì xem được đi sân. Tiếp tục thì anh em đến với một mẫu xe dòng giới đích nhá, bản vành đúc thôi, bản vành đúc vành đĩa cũng là đời cao rồi, bản cao 2016. Bác xem này, đúng rồi, máy zin này, ra máy là còn này, hàng bạc đồ này, nhìn nó cũng đều, mất mấy cái chục ốc là có xử lý. Ô, em có được biết nói tiếng Anh đâu anh, thi thoảng hello, how are you, I love you, chặt chặt. Em có biết nói tiếng Anh đâu, I love you, bạc. Rồi, một chiếc giờ. Giờ đấy anh em nhá, giờ đấy 2016 á, bản FI điện cho 59, em. Hơi xa một chút. Đời 16, cái giá thành nó cũng hợp lý phải chăng thôi, 10.800.000. Các bác thấy những cái phân khúc giá này mà chơi biển Hà Nội là hợp, cũng là biển thành phố mà lại được vành đúc, sang Hà Nội thì lại là giá khác rồi. Máy zin, vành đúc, 10.800.000. Những cái phân khúc giá rất hợp lý. Bản FI nhá, đây bản vẫn là bản phun nhiên liệu điện tử, các bác có thể xem này. Rồi. Sang phát âm thanh ánh sáng đẹp ngay mọi người. Rồi, càng đẹp nhìn luôn. Cái mặt cái mũi trông nó cũng sáng sủa hết cả lên. Không lem nhem như bên trong nhà nữa. Ông nhà đã tối vâng. Em làm cho quả ô chắn chắn chắn. Anh Nguyễn Trọng Hà, trai quận 1 mà lại ra tận Hà Nội. Đúng đấy. Rồi, đấy. Đấy. Không thua gì đâu về tính giá biển. Thấy nói sorry anh em. Ở trong đấy thì em nghĩ không khác gì. Rồi, ok. Không khác gì đâu ạ. Anh trai quận 1 à anh, trai quận 1 đi ra Hà Nội ầm ầm. Cứ thấy gái xinh là ra bình thường anh em ạ. Đấy, con này chắc là mà mê mẩn cô nào Hà Nội nên em ra đây bán luôn cả xe. Bán đúng luôn anh em ạ. Cũng đăng ký biển và thuế ở trong đấy cũng đắt, cũng rẻ. Nó như Hà Nội với là Sài Gòn đấy mà. Nó đăng ký biển như nhau. 10.800.000, hàng FI, hàng máy zin, vành đúc xịn luôn nhá. Đấy, bác nào thích chơi những dòng quay. Rồi.